ơi, em cẩn thận nha. Chị ơi, em run quá à. Đi, bình tĩnh, luôn luôn có chị kế bên nè. Wow, trời ơi, một con rồng to khổng lồ. Ê, Lucy đừng có la lớn, nó đang ngủ kìa. Ồ, mà sao chị đi một hơi hay quá vậy? Em cứ bình tĩnh mà nhảy thôi, đừng để nó đụng vào người là được. Hình như đích đến của chúng ta là đây, nhảy. Lucy Channel, kênh giải trí và thử thách trí não. Mình là Lucy, xin chào các bạn. Hello. Ồ, gì vậy, gì vậy? Vừa mới vô game thôi mà, sao mình bị nhốt vậy? Ôi mấy bạn ơi, mình đang bị nhốt trong tù hả? Cái chuyện gì vậy? Ê, ở đây có cái chỗ để mình mở cửa luôn nè. Hên quá vậy, nhà tù mà có chỗ mở cửa luôn hả? Vậy thì mình đâu cần chờ gì nữa. Trốn thôi. Ê, ở đây không có ai vậy? Ê, thằng kia có tên lính canh kìa. Qua đây. Ê, Lucy. Chào Henry. Nó nhờ nhỏ tôi. Tên lính canh đang ngủ gục rồi. Bây giờ hai tụi mình chạy trốn đi. Nếu tên lính canh mà phát hiện ra thì tiêu rồi tụi mình đó. Chạy, vậy thì mình chạy thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao toàn là dung nham không vậy? Ờ, em chào chị Lucy. Em là anh Thư. Ui, chào anh Thư. Trời ơi, chị ơi, em ngưỡng mộ chị từ lâu rồi đó. Không ngờ hôm nay em lại được gặp chị. Em yêu chị nhất trên đời. Chị cũng vậy. Ôi, đọc bình luận em rất là nhiều lần luôn. Hôm nay lại không ngờ gặp được em. Em có mái tóc đẹp quá. Không, Lucy với anh Thư đừng có nói chuyện nữa. Nhìn nè, cái nhà tù này đang xây dựng dang dở chưa có xong, nên mấy cái cây gỗ này dễ rơi lắm. Mọi người nhảy cẩn thận nha, có chừng bị rơi xuống dưới này là tiêu đó. Toàn là lava không à. Ui, dung nham nó nóng quá à. Anh Thư ơi, cẩn thận, đi theo chị nè. Dạ. Rồi sao chị chạy được nhanh quá vậy? Mình phải chạy nhanh chứ không hả? Cái gỗ này nó bẻ ra là mình tiêu đời đó. Dạ. Lên đây em. Henry, bây giờ tụi mình đi làm sao nữa đây? Trời ơi, đằng trước nè, toàn là cạm bẫy không à. Bởi vậy phải cẩn thận nha, bẫy này là bẫy tiêu đời đó, chết người chứ không chơi đâu nha. Ờ, biết rồi. Anh Thư ơi, em cẩn thận nha. Chị ơi, em run quá à. Đi, bình tĩnh, luôn luôn có chị kế bên nè. Dạ. Trời ơi, nó sập xuống kìa, ây da, mém nó tiêu đời rồi. Ây, lên. Anh Thư ơi, theo chị nè. Vậy là bây giờ có ba đứa tụi mình, Lucy, anh Thư và Henry, chạy trốn chỗ này. Wow, sao trên này nhiều cái rương kho báu quá vậy? Henry, chỗ này là gì vậy? Trời ơi, đừng nói rương kho báu, nhìn kìa. Cái cửa bị khóa lại rồi, mình tới đây là mình đứng im luôn á, không có chạy đi được. Nghe nói là cái chìa khóa mở cửa này á, nó nằm ở một trong những cái rương này nè. Vậy là bây giờ phải đi tìm hả? Mà nghe nói trong cái rương này á, nó có cạm bẫy nữa, mở ra mà không có chìa khóa là tiêu đời. Hả, có vụ đó nữa hả? Rồi, Lucy chọn cái rương đằng này. Ê, quá hên. Trời ơi, hôm nay nhân phẩm mình cao quá mấy bạn ơi. Được cái chìa khóa này nè. Hên quá. Đi thôi chị ơi. Ủa mà tóm lại là có ai biết tại sao Lucy, anh Thư và Henry bị nhốt trong cái tù này không vậy? Trời, Lucy không nhớ gì hả? Chuyện gì? Ông vua, ông bắt Lucy và ông phán tội cho Lucy là nhốt trong đây 100 năm vì cái tội ăn cắp kho báu của ông. Ủa, Lucy làm gì đi ăn cắp kho báu của ông vua chứ? Thì bởi vậy mới nói Lucy không đồng ý, nhưng mà ông vua cũng không chịu. Ông vua cứ nói là Lucy đã ăn cắp, cho nên cuối cùng ông bắt Lucy đó. Hả, trời ơi. Ê, dừng lại. Đây là đường cụt rồi, đi không được nữa đâu. Chỉ còn một cái duy nhất là phải nhảy xuống dưới này nè. Chứ đây là hết đường rồi đó. Đâu. Wow, trời ơi, nó sâu. Ê, nhưng mà Lucy vẫn quyết tâm phải thoát ra khỏi nhà tù này, đi đến gặp ông vua để giải thích cho ông nghe mới được. Mình đâu bao giờ ăn cắp kho báu của ổng đâu. Ừ, trời ơi, nó sâu quá mấy bạn ơi. À, nhảy hụt một cái là tiêu đời. Đi, đằng đây có cái cửa nè.
ok. Rồi. Rồi, ở đây là gì đây? Ở đây có nhiều bẫy lắm đó nha. Cẩn thận nha Lucy. Hả? Sao lúc nào cũng có bẫy hết vậy mấy bạn ơi? Ờ mà cũng đúng ha. Trong ngục tù mà, người ta phải làm nhiều bẫy để cho những tù nhân không thoát ra được chứ. Kìa, cái bẫy kìa. Hello, chào chị Lucy. Chào Spider, em đứng đây làm gì vậy? Em đứng đây để khoe cho chị cái bộ móng tay của em nè. Chị thấy móng tay em dài chưa? Ờ, dài thiệt chứ. Mà em để dài vậy làm sao em sinh hoạt được? Sao em cầm viết em viết? Rồi, đi mất tiêu rồi, chưa kịp nói xong luôn á. Anh Thư ơi, đi nhanh đi em tới đâu rồi? Chị ơi, đợi em xíu. Em thông cảm với chị nha, chị đang quay video. Chị dừng lại đợi em á, là mấy bạn fan đang coi á, đâu có ngồi đợi được. Nên chị bắt buộc phải đi trước đây. Em cố gắng theo chị nha. Dạ. Ui, cái này là cái đền gì vậy? Nhìn giống cái miệng của người khổng lồ quá à. Đợi sao tối quá, để lấy thằng pin thử. Mấy bạn ơi, đợi Lucy xíu nha. Lucy ăn miếng đã. Ăn miếng pizza. Trời ơi, giờ này còn ăn gì nữa. Tụi mình đã rơi vào trong cái ngôi đền này rồi. Bây giờ phải thoát ra đây nhanh lên. Ở đằng này có nước tăng lực nè. Uống vô là chạy nhanh, tốc độ siêu cấp luôn á. Vậy hả? Đâu đâu đâu. Rồi, dùng phép thuật tăng lực. Ghê. Nó tăng lực rồi nên mình chạy nhanh ghê chưa mấy bạn. Chuẩn bị. Trời ơi, bay xa quá. Nếu mà mình đáp sai một cái là mình rơi xuống cái nước này, nước đập nè mấy bạn. Lên. Còn một cái cuối cùng nữa thôi. Chạy. Yeah. Ủa, vừa thoát khỏi ngôi đền này cách tới ngôi đền khác vậy trời. Chơi chơi kỳ. Ủa, cái đền này làm cái đầu y như cái đầu người khổng lồ á. Ở giữa có ngọn đuốc nữa kìa. Chuyện gì đang xảy ra? Hả? Sao cuối cùng lại rơi vào đây nữa rồi? Tưởng là mình thoát ra khỏi cái ngục rồi chứ. Ai nhè đâu lại rơi vô cái bẫy lava nữa rồi. Cái dung nham này nó nóng lắm mấy bạn ơi. Ây da, đã vậy cây cầu này còn bị đứt ra nữa chứ. Mỗi khoảng đứt nó lại xa nữa. Thiệt tình à. Lucy ơi, cái cầu này á, nó bị kéo lên cao rồi. Bây giờ muốn băng qua bên kia phải tìm cách hạ cây cầu này xuống. Vậy hả? Đâu đâu, để Lucy đi tìm thử coi có cái công tắc nào. À, trên này nè. Mở công tắc. Ôi, đúng rồi Lucy ơi. Nó hạ xuống rồi kìa. Hè, Henry, đi lẹ. Ủa, cây cầu chưa hạ mà sao Lucy lên rồi? Mình tranh thủ mà, nhanh lên. Nó vừa hạ xuống là mình bay ra ngoài kia luôn. Ồ, quá nhanh. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn có biết là Lucy đang ở rất là cao không? Phía dưới toàn là mây không kìa. Ồ, những cái trụ đá này cao khổng lồ luôn. Ây da. Rồi, cái lỗ gì tròn do vậy? Trời ơi, mình đang ở cao lắm mà. Ý, bây giờ làm sao đây? Ý, ở đây có cần gặt nè. Gặt thử coi chuyện gì xảy ra. Em nghĩ nó là cái cầu thang đó chị. Ồ, chính xác luôn, một cái thang. Người ta cái thang máy. Mình hay đi trong siêu thị á, là một cái thang máy bao xung quanh đúng không? Còn cái thang máy ngục tù này á, nhìn kìa. Nó không có cái gì bao xung quanh luôn. Ai lơ mơ là rớt liền. Rồi, đợi em lên trước rồi chị lên sau nha. Ok, lên luôn. Chị Lucy ơi, chị hãy nhớ rằng em rất là yêu quý chị. Chị cũng rất là quý em. Em đâu rồi, em tới chỗ nào? Dạ, em còn xa lắm chị ơi. Chị cứ đi trước đi. Tại chị đang quay phim cho mấy bạn mà. Ê Lucy, có quà tặng Lucy nè. Ủa sao hay quá vậy? Sao Henry có được? Thì khui ra đi. 1, 2, 3. Trời ơi, một con mèo đen. Bộ chạy một mình chưa đủ mệt hay sao? Tặng thêm con mèo vậy Henry. Có con mèo đi cho vui, đỡ buồn. Ê, nhưng mà giờ nha, cẩn thận. Dùng nhà mở khắp mọi nơi luôn. Mà ở phía xa xa kia hình như là có một con rồng hay sao. Mình mới nghe tiếng gầm gừ của nó. Ghê vậy? Thôi tiêu rồi mấy bạn ơi. Vậy là mình sắp sửa gặp con rồng hả?
Hình như tiếng gầm gừ của con rồng ở trên đây nè. Lên 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 lên. Wow, trời ơi, một con rồng to khổng lồ. Hey, Lucy đừng có la lớn, con thằng ngủ kìa. Nhưng mà mình lên đây mình hết đường đi rồi. Vậy giờ sao? Đâu đâu để mình tới mình quan sát con rồng này coi thử. Trời ơi, cái răng của nó kìa. Trời ơi, nó kẹp mình lại rồi. Oh no, 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 no. Rồi, xong phim rồi. Hả? Vừa chui vô là con rồng nó cầm cái miệng nó lại luôn rồi. Chưa có cái ngu nào như cái ngu này. Trời, Lucy ơi, hai tụi mình bị con rồng nó ăn vô luôn rồi. Bây giờ mình phải làm sao mình thoát ra được? Phải thoát ra khỏi con rồng này mình mới thoát ra khỏi cái ngục này. Vậy thì bây giờ tụi mình cùng nhau nhảy xuống cái hố trước mặt mình đi. Có như vậy mới thoát được. Ôi mình sợ quá à. Lucy giờ làm sao? Nhảy đi Henry, nhảy. Ôi đầu lâu ở phía dưới kìa. Ôi no no no. Ôi Lucy biết rồi, không nhảy, mình sẽ đi từ từ. Trời ơi đầu lâu kìa mấy bạn ơi. Vậy là cái con rồng này nó đã bắt rất là nhiều người rồi. Hey, cái con rồng này nó hung dữ lắm. Vậy là có rất là nhiều người vượt ngục đi tới chỗ đây là đều bỏ mạng ở đây nè. Ui, mình đi tới đâu vậy? Cứ đi tiếp đi Lucy ơi, chưa thoát ra được khỏi con rồng đâu. Ờ, Lucy biết rồi. Lên, 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 lên. Trời ơi, đây là giống như mấy cái xương của nó hay gì vậy trời. Ây da. Cái gì vậy? Ui, trời ơi. Tặng quà, có tặng quà nữa nè Lucy. Có quà gì vậy? Wow, quà trái tim. Henry tặng cho Lucy trái tim á, để Lucy có thêm tự tin để nhảy qua khỏi cái cạm bẫy này. Ok, cảm ơn Henry. Trời ơi mấy bạn ơi nhìn kìa, dung nham đầy hết trơn. Hello, chào Lucy. Chào H3 Hub. Chị Lucy ơi, em nhảy qua này nãy giờ mà em tặng hoài luôn, em chưa biết cách sao em qua được đây. Ủa mà sao chị đi một hơi hay quá vậy? Em cứ bình tĩnh mà nhảy thôi, đừng để nó đụng vào người là được. Hình như đích đến của chúng ta là đây, nhảy. Ui, nó tối thui à, không thấy gì cả. À, ui, mình lại rơi ra đâu rồi? Hey, hình như mình rơi ra khỏi người của con rồng rồi. Đúng rồi, nó vừa làm cái bụi một cái là mình ra đó. Ây, cuối cùng thì tụi mình cũng thoát ra khỏi con rồng rồi. Ê, ở đằng kia có cái cầu thang kìa Lucy. Hy vọng cầu thang này sẽ đưa chúng ta về nhà. Đi thôi mọi người ơi. Wow, nhìn Lucy đẹp quá à. Vừa chạy cầu thang mà trái tim bao xung quanh hết. Đẹp quá đẹp quá. Quà tặng này Lucy thích nè. Ôi lên lên lên. Hy vọng chúng ta sẽ về nhà. Ủa mà về nhà sao mà toàn là đi lên trên không vậy ta? Ê có quà tặng nữa nè Lucy. Tặng cho Lucy một con vịt. Trời ơi, leo cầu thang mà bắt ôm vịt nữa. Nó nặng thêm nữa, mình chạy không nổi luôn nè. Ủa, anh Thư với mấy bạn chạy hướng nào vậy ta? Ôi, mình lỡ lên đây rồi, mình lên luôn đi. Đây có cái thang máy nè. Để mình gặp cái thang nó thử nha. Xem thử nó chở mình đi đâu. Trời ơi, sao cái ngục này á, mình cứ càng lúc càng lên cao vậy ta? Em chào chị Lucy. Chào Ogorus. Đi, đi lên chung với chị không? Không được chị, một lần chỉ có một người thôi à. Ờ vậy hả, vậy hả? Vậy thôi chị lên trước nha. Dạ. Thôi lên tới nơi rồi. Trời ơi mấy bạn nhìn kìa. Cái chỗ con rồng hồi nãy kìa. Hồi nãy Lucy ở bên đó đó. Bây giờ Lucy đã qua được bên đây rồi. Hên quá. Con rồng nó vẫn còn ngủ. Nó không phát hiện chứ không nó bay qua đây nó phun lửa mình là tiêu đời rồi. Ý có cánh cửa kìa. Tụi mình đã thoát khỏi ngục tù rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lần này Lucy sẽ đi gặp ông vua để giải oan cho mình mới được. Bởi vì Lucy bị bắt oan. Ok. Ý, ở đây có Mario kìa. Và Luigi nữa. Có hai anh em Mario luôn. À, bây giờ Lucy đang là Mario đây. Mấy bạn có biết Mario không? Lucy cũng đang chơi một bộ Mario giải cứu công chúa đào thoát khỏi chúa tể rùa gai.
ở trên kênh KN Channel. Bạn nào yêu thích Mario thì qua đó xem nha. Ai trò chơi Roblox Dungeon Run thoát khỏi ngục tù đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.